Dàn sao nữ có gia thế khủng, Ngô Thu Hân là chủ ba công ty. Lưu Diệc Phi chấm anh thế phiệt. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sương vui mà không sầu đâu. Queen Thai lập lán fancy, trông em khá chặn, chặn lắm. Các nhân vật Bạch Phú Mỹ thường xuất hiện trong những bộ phim truyền hình, hóa ra đều là hình tượng thật sự của dàn sao nữ ở ngoài đời thật đấy. Có nhiều ngôi sao bước vào làng giải trí chỉ để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên, dù không làm minh tinh thì họ vẫn có thể về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Ngô Thu Hân. Ngoài đời, Bạch Phú Mỹ chính là biệt danh của Ngô Thu Hân. Bố mẹ cô nàng sở hữu một số cơ sở kinh doanh ở Thượng Hải liên quan đến thực phẩm, quần áo, bất động sản, phương tiện đi lại. Mỗi lần tham dự sự kiện hay chương trình giải trí, Ngô Thu Hân toàn diện hàng hiệu, thậm chí không ngại chia sẻ món đồ của mình với những cô nàng đồng nghiệp khác. Dù là thiên kim tiểu thư, nhưng Ngô Thu Hân không thích dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình. Cô rất có đầu óc kinh doanh khi đang là cổ đông của ba công ty về công nghệ làm đẹp và hãng lữ hành quốc tế. Nàng tiểu hoa muốn bước chân vào làng giải trí là để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên của mình. Hiện tại cô đang phát triển rất tốt. Kiều Hân. Kiều Hân là phú nhị đại trong một gia tộc vô cùng giàu có. Vì bố mẹ bận làm ăn nên từ nhỏ, nữ diễn viên được đưa đến Thượng Hải học tập và sinh sống. Ngay từ lúc còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, Kiều Hân đã khiến bạn bè phải mắt tròn mắt dẹt khi cô lái chiếc siêu xe đến nhập học. Không ít lần bạn gái tin đồn của Dương Dương công khai ngôi nhà sang trọng của mình trên chương trình thực tế. Trị giá căn biệt thự này rất đắt đỏ ở Thượng Hải, thuộc top đầu bất động sản tại nơi đây, với giá lên tới 231 tỷ đến 700 tỷ đồng, với khu vực đỗ xe có thể chứa được 200 chiếc xe hơi. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu biệt thự triệu đô tại Canada. Năm xưa, nếu như chuyện tình giữa Dương Dương và Kiều Hân là thật và phát triển đến giai đoạn tiến tới hôn nhân, thì khéo nam thần lại mang danh là chặn vương mất. Lưu Diệc Phi. Bố ruột của Lưu Diệc Phi thực chất là một giáo sư đại học, nhưng bố mẹ đã sớm ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Mẹ cô là một vũ công, tái hôn với một người đàn ông giàu có và chuyển đến Mỹ sinh sống. Với gia thế của bố dượng đã giúp Lưu Diệc Phi trở thành phú nhị đại, thiên kim tiểu thư trong gia đình hào môn. Sau khi Lưu Diệc Phi bước chân vào làng giải trí, bố dượng lẫn bố nuôi cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Con đường ngôi sao của Lưu Diệc Phi cũng rất suôn sẻ. Ngoài sự giúp đỡ của gia đình, nữ diễn viên còn rất chăm chỉ thử sức với nhiều dạng vai mới. Với sự cố gắng hết mình vì vai diễn, nhiều khán giả không thể ngờ là Lưu Diệc Phi là phú nhị đại giàu có. Khi cô không hề làm ra vẻ tiểu thư, che ỏng che eo khi đối mặt với những khó khăn trong quá trình quay phim, diễn xuất. Quan Hiểu Đồng. Quan Hiểu Đồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội của Quan Hiểu Đồng là một bậc thầy thư pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh và bố của cô cũng là một diễn viên. Không chỉ vậy, cô nàng còn là hậu duệ của gia tộc Mãn Châu Qua Nhĩ Giai Thị, thế nên bạn gái Lộc Hàm còn được mọi người gọi là Cách Cách của Kinh Khuyên. Là một ngôi sao nhí, Quan Hiểu Đồng đã đóng phim cùng bố từ khi còn nhỏ. Đến nay cô đã tích lũy được hơn 100 tác phẩm. Nhìn qua gia thế của những cô nàng này, quả thực họ làm minh tinh cũng chỉ vì đam mê, yêu thích mà thôi, chứ thu nhập từ giới giải trí cũng chẳng là bao so với sản nghiệp mà họ được thừa kế.